khi nghe công an địa phương thông báo về việc thu nhận trắc sinh học ADN tích hợp căn cước công dân mang lại nhiều lợi ích, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến đã tranh thủ đi xét nghiệm sẵn mẫu ADN của mình trước một tháng. Đến hôm nay, bà là thành viên tiên phong trong gia đình đến trụ sở công an thành phố Thủ Đức để thực hiện. Hôm nay là cô đến với mục đích là cô làm cái căn cước công dân, nhưng mà giờ là gọi là cái căn cước và tích hợp với ADN của mình. Cái việc mà xét nghiệm ADN này á, thì thẳng ra thì hôm vừa rồi thì cô đi thì không có mất phí. Chắc là do là mình người đầu tiên đến để mình xin mình làm đó, thì nhà nước người ta có hỗ trợ cho mình. Thì khi mà có kết quả rồi, hôm nay cô đi làm cô mới mang lên để cho công an người ta tích hợp vô cái căn cước công dân hôm nay cô làm, để mình liên hệ mình làm việc thì nó thuận lợi hơn. Cái thứ hai là nếu mà sau này con cháu của mình á, nó có làm cái ADN này thì mình sẽ thấy được à, đây là điều quan trọng để mình huyết thống của mình đó là như thế nào. Từ đầu tháng 7, công an thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt tổ chức tuyên truyền, triển khai thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, tài khoản định danh điện tử theo quy định của luật căn cước 2023. Cùng sinh trắc móng mắt thì sinh trắc ADN và giọng nói cũng là những nội dung sinh trắc sẽ thu nhập trong dữ liệu căn cước. Thông tin sinh trắc học về ADN được thu thập do người dân tự nguyện cung cấp khi thực hiện thủ tục cấp căn cước. Đây là một bước tiến mới trong an sinh xã hội với nhiều lợi ích lâu dài cho người dân cũng như cho các cơ quan quản lý nhà nước. Thì được sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ huy Công an thành phố, từ cái khâu mà làm sạch dữ liệu thì đội quản lý hành chính với lại công an 34 phường cũng đã đẩy nhanh cái tiến độ làm sạch dữ liệu để đảm bảo đúng đủ sạch sống, để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân làm căn cước. Thì bên cạnh đó thì cũng là tuyên truyền truyền tải tất cả những cái nội dung liên quan tới luật căn cước, những điểm mới của luật căn cước bằng các hình ảnh pano áp phích đến tận người dân. Cái việc mà tích hợp ADN diễn ra rất là thuận lợi, không có khó khăn. Thì trên địa bàn Thủ Đức vừa rồi thì cũng có tuyên truyền thì có 2 trường hợp. Thì một trường hợp là chỗ đồng của cô Xuyến thì đã lên đây là làm căn cước rồi, còn một trường hợp thì đã lấy ADN nhưng mà do cháu là học sinh á, rồi nên là đi học nên chưa có thời gian lấy được kết quả, nên là cái trường hợp đó mình sẽ lấy sau. Thì việc tích hợp ADN vẫn diễn ra bình thường, không vấn đề gì khó khăn. Theo Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, hướng dẫn công dân làm dịch vụ xét nghiệm gen, định danh công dân gồm 4 bước. Bước 1, đăng ký và đến điểm lấy mẫu. Bước 2, xác thực thông tin tại điểm lấy mẫu. Bước 3, kỹ thuật viên hoặc điều dưỡng thực hiện lấy mẫu. Mẫu được niêm phong và vận chuyển về phòng xét nghiệm của GenStory để phân tích. Bước 4, trả kết quả cho công dân trong vòng 7 ngày làm việc. Sau khi có kết quả, công dân dễ dàng yêu cầu tích hợp thông tin sinh trắc học ADN vào cơ sở dữ liệu căn cước tại các cơ quan quản lý căn cước.